Cái gì cái thằng này nè, thì thấy em cứ em dòm ảnh, em dòm trong cái tấm hình này thì nó giống anh, tóc của ảnh nó trong cái tấm hình này nó y xì luôn, tóc này, đàn ông mà không có chảy lên chảy ngang chảy hết tóc ngang cái trán này nè anh, mà mặt là tròn tròn, dạ mặt là tròn tròn, mà ở ngoài thì bận cái áo thun, áo khoác jean màu Dạ. xanh trắng, ở trong này bận Đúng cái áo rồi, thun màu trắng mà cổ tròn luôn. nếu như vậy là chị hỏi khoảng là 90 mấy % là đúng không chị ha? Dạ, lời nói đầu tiên cho Chọc xin gửi lời chào đến tất cả quý ông bà cô chú anh chị. Thì hồi tối Chọc có chia sẻ một cái clip người dân báo ở bến xe An Sương. Thì sáng lại thì có một người dân lại báo lại ở ga Sài Gòn. Thì Chọc và tất cả những anh em đã tới ga Sài Gòn tìm cũng không có anh chị, và hiện tại Chọc đang ngồi ở bến xe An Sương nè anh chị. Thì khán giả và một chị chủ xe buýt thì sáng nay có chở Tin Lưng đi đến Củ Chi, và hiện tại bây giờ Chọc sẽ cùng anh em đang ngồi ở đây để mà lên Củ Chi của anh chị. Đây anh em ngồi đây rất là đông ở đây anh chị, 7-8 người, còn những anh em chưa lại nữa. Thì xin phép của anh chị hãy tiếp tục xem video và hiểu hơn cái chị xe buýt gọi cho Chọc. Thì bây giờ anh em sẽ tranh thủ để lên Củ Chi để mà truy tìm Tin Lưng này. Dạ thì clip như thế nào thì mời tất cả quý bạn anh chị hãy tiếp tục xem video người chủ xe buýt đã chở Tin Lưng này đi đâu và như thế nào. Thì em mời tất cả quý bạn anh chị hãy xem cái clip của Chọc và hiểu hơn ạ. Em anh ở đồng ở bến tự gì chỗ tư xương anh, quả nhiên xe em đi lên tin tới Củ Chi rồi nè anh. Sao anh, sao chị? Em nói với anh, có cái anh gì mà đánh vợ đó anh, em cũng không có coi mạng, nhưng mà em nghe là người khách là đi trên xe tao nói đó anh. Đâu ở đâu vậy, đi nó đang đi trên đó hả? Không có, xe em là em đậu nghe em đậu trong ở Tân Sương, xe em giờ em về tên em về tên Ninh đó anh. Dạ. Là anh có cái gian lên một khúc tới tới Củ Chi. Là em đúng đúng đúng, đúng 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 cái tên đúng không, khuôn mặt người đó không chị? Cái anh này á là dạ. Không biết, nhưng mà cái gì này chứ có một cái hình mà cái anh này lãnh bận ở trong á, một cái áo thun màu trắng ở ngoài mà cái áo khoác riêng. Dạ. Dạ, nhưng mà tóc ảnh á, ảnh hết đằng trước nhưng mà anh tròn tròn. Dạ, nhưng mà em không biết tên, nhưng mà em có đi lấy tiền xe đó, em có nghe mấy chị là nói, nhưng mà em thả anh xuống Củ Chi rồi, em không có cho anh đi nữa, em nói là em mới rước khách đông về Tây Ninh lận, em không cho anh đi nữa. À, có nghĩa là chị biết cái người đó là phong phanh, là người ta nói là chị đổ xuống xe hả? Dạ. Là em nói anh nghe nhà nè, cũng dạ. Như là em, xe em là ở ở trên ăn cơ, em đi xuống trên Tây Ninh, em đi xuống em đậu với nào xa hậu kia phải không, bây giờ dạ. Em đi về, nhưng mà ảnh lên xe em mới là cái hầu 8 giờ là em tưởng là khách về Tây Ninh thôi, chứ em dạ. Không biết là cái anh đó. Nhưng mà em nghe mấy chị có kêu em vô trong bến đó, mới nói là nhìn cái anh này này là có một người vợ ở đâu ở dưới ở miền dưới anh miền dạ, Tây là gì đó. Phương Giang. Dạ, nhưng mà cái chị đây là dâu rồi đó, là nghe mấy gì cũng coi cái clip là đánh vợ đánh giả mang lắm, đánh gì mà đánh mặt mày không còn gì hết. Dạ. Đó, thì em không biết, nhưng mà có mấy gì đi trên xe em này nói, tại vì em không có hay coi cái này. Dạ. Đây là cái người này nè, đúng là trong cái hình của ai mà ở dưới đưa lên á, em cũng dạ. Không có, không biết nữa. Dạ. Em thời sáng thấy anh lên xe, anh ngồi sớm lắm mà ảnh không có ngồi mà ảnh nằm ghế sau không à. Yeah. Thì em hỏi ảnh đi đâu, ảnh nói là ảnh về Tây Ninh. Anh hỏi em đi tới đâu thì em nói xe em là bến xe Tây Ninh luôn, nghe thành phố luôn. Yeah. Cái ảnh mới hỏi em nhà chị đó, nhà em ở đâu, kêu em mình em nói nhà em ở thành phố Tây Ninh luôn. Thì thôi anh đi, thì cứ hợp chưa có khách thì anh mệt thì anh nằm đi. Rồi sao mà khách ở trên Tây Ninh em đi về đó. Yeah. Thì thấy cái anh này nhìn sao em cũng không biết nữa. Là nói cái anh này nè, là ảnh đánh vợ, ảnh bị chích điện gì quá trời trong mình đó. Dạ. Là chị gì mấy gì mới kêu em đi lại đằng trước cabin của em á, em kêu tài xế em mới lấy cái điện thoại này bật lên trốn cho em coi thử. Là cái anh này anh đầu tiên anh lên thì anh mặc cái áo khoác jean, mà bây giờ anh cởi cái áo khoác jean anh bận ở trong cái áo thun màu trắng. Dạ. Nhưng mà tóc của anh á là anh không có vượt lên, mà anh hớt ngang vậy nè anh. Dạ. Hớt ngang vậy nè. Dạ. Em cho xuống Củ Chi rồi, mà giờ xe em vừa chạy em mới anh đó. Dạ vậy là mới mới đây thôi hả chị? Dạ hồi nãy khoảng tiếng rồi, tại vì cái gì thì cho cái số dạ. Của anh này mới biết em điện, chứ em sao biết anh được. Dạ không chị biết anh là ai. Chị nhớ là chị có nhớ là để em xuống xe chỗ có đoạn nào không chị?
tới bến xe Củ Chi luôn anh. À, là xuống bến xe Củ Chi đúng không? Dạ, thì mấy gì đấy mới là xuống đi tiểu, vừa lên thì thấy ảnh có đón một cái xe, ảnh đi ngược trở xuống. Nhưng mà có lên xe chưa thì em không biết, tại lúc em đương lấy tiền, em không để ý em dùm. À, có nghĩa là thanh niên đó là tên Luân này xuống cái xe với Củ Chi, xong rồi có đón một chiếc xe khác nhưng mà chưa biết là có lên xe hay không đúng không ạ? Dạ, cũng như là khách em á, mới nhìn cái anh này nè, mà nói làm sao với đó thì em không có biết, em chỉ lo em ở trên đằng trước em lấy tiền thôi. Dạ. Mấy gì này mới kêu em xuống, nói chủ xe ơi, xuống này, có xuống này nói nghe nè, thả cái người này xuống đi, cái người này á là ở ngoài Bắc á, nhưng dạ, mà nó có lên một cái clip là đánh vợ, đánh giả mang lắm, đánh gì mà lấy dây điện sắt lửa gì chích vô mặt cô rồi đó. Dạ. À, thả người ta xuống rồi, giờ ta đi xuống rồi nè. Mà cái hầu anh đi lên thì anh mặc cái áo khoác jean, ở trong là cái áo thun trắng cổ toàn, nhưng anh em nhớ vậy nó. Rồi lúc mà khách lên nhiều là em kêu anh ngồi dậy là anh dậy, nhưng mà anh ngồi anh cứ, anh không có dồn ra ngoài, anh cứ ngược mặt xuống không à. Dạ. Cái em mới nói thì anh có mệt thì anh dựa vô anh ngủ đi. Rồi cái lên đầu là chạy một khúc, cái là mấy gì ở trên nó, mấy gì mới nói. Dạ. Thả nó xuống đi. Dạ chị ơi, tại vì chị Giao á, chị Giao có nói là tên Lân này có những cái ta gọi là hàng nóng trong người á, cho nên là khi mà chị gặp hoặc là gặp người dân nhớ cảnh báo giùm bọn em nha. Có cái gì anh? Có hàng nóng chị. Hàng nóng là cái gì anh? Hàng nóng là vũ khí đó chị. Dạ dạ. Dạ. Thì, em mới kêu, em kêu dì của em á, dì Tám em là dì ruột của em, bắt mối miền Tây bả lên bạn bả đi về quê em nè. Là bả nói cái thằng này nè, đúng rồi mày thả cho nó xuống đi. Với trên xe em mà chỉ có ba người biết thôi, ba người ở miền Tây á anh. Dạ. Yeah. Biết thôi chứ còn ở trên đây thì người ta không có biết. Em mới nói, ủa sao khách đi mà sao vậy, dì kêu con thả xuống rồi thả làm sao. Hỏi mày lấy tiền chưa? À, thì nãy có hỏi tiền ảnh thì ảnh móc ra còn đâu có chừng 500-600 ngàn này. Ảnh mới nói là trời ơi, giờ trả cho em, như em mới từ đó về cho nên em lấy chỉ có 90 ngàn thôi. Dạ. Yeah. Ảnh mới nói, ảnh đi thăm người bệnh gì đó mà ảnh không đủ tiền. Thì em mới nói là vậy thôi đi, sau em để cho anh một cái ghế cho anh ngồi đi, anh đi thăm người bệnh mà không có tiền là thôi em không lấy tiền, là hôm qua khỏi em kể lên một khúc ăn xương rồi em mới lấy tiền á anh. Dạ. Yeah. Lúc đó họ lên thì mặc cái áo jean màu xanh trắng trắng, nhưng mà anh đi một đoạn rồi là anh cẩu cái áo jean nó ra, anh mặc ở trong là cái áo thun màu trắng mà cổ tròn, nhưng mà tóc của ảnh thì anh lúc anh lấy cái nón ra là em thấy anh hớt ngang cái trán này nè anh, thanh niên. Yeah. Mà hớt ngang cái trán này nè. Mà em thấy em cũng không biết làm sao, nhưng mà làm như em cũng hơi tự nhiên sao cái con người em nó hơi sợ sợ. Dạ, tại chị biết sao, mới hồi tối là người dân ở đây á, là em lại bến xe ăn xương á, là chú xe ôm mà nó là mới thấy đi đây thôi, nhưng mà em lại là sau đó nửa tiếng rồi em đi tìm, và anh em chia nhau đi tìm cả hết cái huyện Hóc Môn nhưng mà không có gặp. Anh lại hồi nào? Dạ hồi tối á. Hồi tối ở đâu em không biết, nhưng mà xe em xuống tới bến là 5 giờ đó anh. 5 giờ sáng hả? Dạ 5 giờ sáng á. Vậy là nó trốn ở đâu á? Vậy là nó trốn ở đâu rồi? Sáng mới đi xe của chị đó. Dạ, em đương đi lên đây nè, xe em xuống em vô bãi xong luôn. Dạ. Rồi tài xế em mới đi rửa xe xong rồi anh mới lại, anh lại là anh chè lên xe. Em hỏi anh đi đâu? Anh kêu đi lên kia. Em nói lên kia thì anh đi tới chỗ nào? Anh nói thì em thả anh xuống cho để khách đông quá. Tại xe em tới 50 chỗ ngồi lận. Anh nói đi. Anh nói anh đi tới đó, anh kêu em dừng rồi cứ dừng. Đó, em mới nói vậy thôi anh ngầu, nếu anh thấy anh cứ anh gục đầu, em nói thôi nếu anh buồn ngủ anh mệt thì anh lại ghế sau anh ngủ đi, chờ mà khách lên đó thì em kêu anh ngầu dậy. Dạ. Yeah. Dạ thì lúc em kêu anh thôi lên, ở đây người ta đi cứ 3-4 như cặp đồ vợ chồng không, thôi anh lên ghế trước anh ngầu gần tài xế đó, em nhường cái ghế ra cho anh ngầu, ghế một anh nói thôi để anh ngầu cái này cũng được. Dạ. Yeah. Mà em thấy sao là anh làm như con người anh nó bị cái gì trong người, như sợ sệt hay là bị cái gì đó không biết, cứ gục đầu không à. Dạ. Yeah. Em nói thôi để cho, em mới nói với tài xế em thôi anh cho anh ngồi ở dưới đi cũng được, khỏi lên lên này đi. Nó là em thấy vậy đó thì. Yeah. em cũng lên lên xe cho em đi mấy ngày về ở dưới miền Tây về quê em á. Dạ. Yeah. Mới nói là sao cái thằng này tao nghi nghi, sao vậy nghi nghi, y như là ở dưới quê nó có một cái chuyện án tiền sự gì đó mà sao giờ thấy cái hình này giống giống, thấy cái người này giống giống cái hình này. Dạ. Yeah. Em mới tả cho anh là bận ở trong, ở ngoài là, ở trong là cái áo thun trắng, ở ngoài là cái áo khoác xin màu. Dạ chị ơi, nếu mà chị bên nhà xe buýt đúng không,
nếu mà chị thấy hoặc là tên thanh niên này ở đâu á thì chị báo cho cơ quan gần nhất giùm em, hoặc là gọi cho em giùm em nhé nha. Tại vì để nó ngoài xã hội rất là nguy hiểm cho người dân mình với những chú xe ôm chạy ban đêm á. Tại bây giờ nó là không có tiền cho nên nó có thể làm liều á. Em thấy ảnh trong túi anh còn có 500 ngàn mà anh đi thăm thằng cháu bệnh. Dạ. Nghĩ xem bệnh này, em nói anh thăm ở đâu thì anh kêu anh thăm ở trên Tây Ninh chứ em cũng không biết là anh nói bệnh viện nào. Dạ, cái em nghĩ vậy thôi để cho em để gửi cái tiền xe cho anh đi để tiền để thăm cháu. Thì vậy thôi. Cái xíu với em nghe mấy gì nè, cứ thằng thị cứ nói cái thằng này nè, nó lấy con vợ ở miền Tây mà nó cắt cổ cắt đầu gì đó. Dạ. Em mới đưa cái tấm hình này ra thì cũng giống. Nhưng mà em nói vậy này, người giống người, mình nói thế nào nói cho đúng chứ đừng có nói gian cho người ta lỡ mang tội. Dạ. Cái thằng này nè, thì thấy em cứ em dồn ảnh, em dồn trong cái tấm hình này thì nó giống anh. Tóc của ảnh ở trong cái tấm hình này nó y phì luôn, tóc này, đàn ông mà không có chảy lên, chảy ngang, chảy hết tóc ngang cái trán này nè anh. Dạ. Mà mặt là tròn tròn, dạ, mặt là tròn tròn, mà ở ngoài thì bận cái áo thun, áo khoác riêng màu dạ. Trắng, ở trong này bận áo rồi, nếu như trắng, vậy, nếu, tròn luôn. Nếu như vậy là chị khoảng là 90% là đúng không chị ha? Thì em cứ nghĩ ra thôi chứ hồi nào em cũng chưa có nha chạm những cái chuyện này. Dạ. Mấy gì ở miền Tây á, mấy gì dạ. Mà ở miền Tây về ở Sóc Trăng về á, mấy gì nói là sao con ơi, vì như cái thằng này nó đánh vợ nó đau mình, nó tan nát hết. Dạ. Thì em cứ nghĩ là em nói gì, mấy gì có lộn không nhau, đừng nói người ta, phải nói cho đúng chứ mình nói sai là mình mong tội. Mấy gì nói mày á, mày sao mà mày bị nhau đá giống nó, sao mày bên nó. Thì cái lúc đó là em đã sợ rồi. Dạ, dạ. Em lại anh coi, em dùm, mà sao gì thì tả, nói chuyện thôi như em không sợ. Dạ. Em thấy em cứ lên xuống như mấy bà dì em nói chuyện chỉ có ba bà thôi. Rồi ảnh cứ ngồi dưới cái lâu anh thả cái đầu anh dùm em. Lâu anh thả cái đầu anh dùm em là em lên ngay cầu dừa Củ Chi là anh xin anh xuống xe. Dạ, em còn cho anh một cái thuốc nữa. Xe của tài xế em nó hút á. Em thấy anh mua không có thuốc, em đưa cho anh một cái thuốc. Là anh băng qua đường là anh vô nghe chợ Việt Kiều Củ Chi đó anh. Dạ dạ. Rồi giờ em cảm ơn chị nhiều. Có ai biết thông tin gì hãy gọi cho em hoặc là cơ quan gần nhất ha chị ha. Rồi em sẽ là chạy lên bến xe Củ Chi như thế nào coi. Anh tên gì? Dạ kêu em Chọc là được rồi chị. Chẳng hả? Chọc à. Sao cứ Chọc kỳ vậy? Dạ. Chứ nếu em biết vậy là sáng em mà cái số này của cái gì này cho, chứ em cũng không biết số điện thoại anh đâu. Dạ. Dạ. Thì cũng nhờ bà con mình xem những cái clip đó, rồi bà con mình chia sẻ và cái hình ảnh em cũng đã đưa lên đó, nếu mà có gì và sẽ báo cho bọn em hoặc là cơ quan gần nhất thôi chị ha. Rồi em mới nói vậy nè, em mới nói vậy thôi, anh về Tây Ninh luôn đi, dù anh có muốn đi xuống nữa thì anh đi đến kia Tây Ninh cho nó dễ. Ảnh còn biết cái chợ sạch Củ Chi nữa, ảnh còn biết cái chợ Dịch Kiều Củ Chi nữa. Dạ. Anh xuống Dịch Kiều ngoài cái chỗ Củ Chi mà chỗ có chỗ có chợ đi, chợ mới nha anh, nghe cái bệnh viện Củ Chi đó. Dạ. Chợ bệnh viện mới luôn á. Em nói thôi anh nói anh đi lên đây đi, dù mấy bạn ra thì em ấy thì có gì gặp bạn thì dẫn nhậu nhẹt, còn tiền xe anh này thôi em biếu anh chứ em không có lấy tiền, em còn đưa cho anh nước thuốc anh hút nữa. Dạ. Làm như cái mặt anh ngồi sau này cái mấy gì nó kêu em lại làm sao ngồi trước ảnh mà ghế bên đây cái gì nó mình nhìn cái mặt nó kìa. Dạ. Sao em nhìn ảnh cứ ảnh giáo giác ảnh dụm gì đâu tin xe không à, chứ nếu tại vì hồi sáng có mấy thằng em cũng đi công tác ở dưới này mà tại nó dư đứa chứ phải hồi sáng mà có nói đâu tin xe là nó bắt rồi, nghi là bắt thôi. Dạ. Em mới nói mình biết người ta chuyện mới bắt, chứ nghi bắt người ta sao được. Cái gì nó thì tôi tức, hồi sáng là có mấy thằng em ở đây nó tốn đầu là bắt cái thằng này giống thằng nào hết á. Dạ. Thì em cũng nghi ngờ, nhưng mà giờ mấy anh á, anh ngồi hỏi em nhà em ở ngay chỗ nào, em nói em ở ngay, anh cứ lên tiệm vàng Kim Cương ngay thành phố Tây Ninh, nó là gặp em, xe em đậu trước cửa nhà em luôn. Anh hỏi như vậy em chỉ vậy luôn. Thì nếu mà giờ anh có nghi ngờ thì anh cứ lên đây, em nhìn mặt anh em biết anh, tại tóc anh hớt ngang này em biết, bạn cái áo thun trắng cổ tròn, còn cái áo khác thì cẩu ra rồi. Dạ. Yeah. Cái quần đen, dạ. Áo quần không biết có quần đen hay quần xanh xanh gì đấy em cũng không để ý nữa. Dạ dạ. Em báo như mấy anh vậy biết thôi. Chứ nếu hồi sáng là có mấy thằng em nó đi trên đây là nó bắt rồi. Dạ dạ. Thì em nói vậy, nếu mà em về tới nhà hay nếu mà em cũng nghĩ cái thử ở đâu thì mấy anh cứ chịu khó chạy lên đây đi. Dạ. Khi... thì nói chung là hiện tại giờ người dân có thông tin gì là bọn em hãy chạy đi à chị. Cái này Tây Ninh thì em cũng nghe ngày hôm qua, nhưng mà tại công việc của em cũng ít có, như cái bản tính em cũng ít có mà để ngắm nghe những cái chuyện gì hết á. Dạ. Bây giờ mấy bà đây cứ chắc ăn là
nó nhảy xa hầu lên xe không nói đi, nói điện điện ở dưới cho công an nó bắt. Mẹ em nói vậy cho em biết rồi, biết người ta bắt nhầm người ta hay tội nghiệp người ta. Ảnh nói là anh ở ngoài Bắc á anh. Anh ở ngoài Bắc á. Dạ. Anh ở thiên cái gì đây này, anh nói là em nghe không có. Hải Dương không chị? Dạ. Hải Dương đúng không? Hải Dương chứ không phải Thái Nguyên anh. Anh ở Hải Dương. Hải Dương đúng rồi, vậy là đúng rồi đó. Được, đúng rồi. Ở Thái Nguyên em nói. Dạ đúng rồi. Tại vì chị không có xem mạng cho nên là chị không có biết hình ảnh đó. Còn mấy người mà mấy cô chú mà đi xe chị đó người ta có xem cho nên là mới biết rồi mới nói cho chị. Thì cũng nói là tên đó là cũng quê ở Hải Dương đúng không? Chính miệng người đó đó luôn đó chị. Nhưng mà nói là chạy mấy gì nói lên coi trên mạng là có tin là vợ đương mang bầu rồi có một đứa con mười mấy tháng nó quánh đó, nó bắt đi vay tiền nó mà không có là nó quánh đập rồi con đi trốn vậy hay sao đó. Dạ đúng nhưng rồi, đánh mấy ngày luôn. Đánh nó không còn cái nào đâu, nó tra tấn như hồi Trung Cổ vậy đó. Trời ơi, anh ơi mấy cái người đó em thấy trời ơi nó chó tuần thấy cái tôi ở giáo tôi không dám lấy chồng quá. Chồng dạ. Ghê dữ trời. Đánh gì mà đánh đâu lấy nướng cái dây móc cái gì đó mấy gì nó trẻ cái móc quần áo đó. bằng sắt á. Trời anh ơi làm chồng mà sao con người sao mà vũ phu. Dạ. Con người sao mà khốn nạn vậy. Có ghê gớm lắm cho nên là bây giờ phải càng sớm càng tốt tại vì vợ nó mà nó làm vậy là mà con những người xung quanh còn càng nguy hiểm hơn nữa. Và hiện tại nó còn có hàng vũ khí nóng trong người nữa. Cả nhà giờ nó công an bắt cái dân không dám đâu anh. Dạ em bọn em cũng cố gắng bà con mình giống như là có thông tin gì cứ báo bọn em lên là xác minh đúng sự thật thì phối hợp với cơ quan lên tóm nó luôn. Thì nếu mà em mà công việc của em đi xe gì em mới bán phụ với mẹ chứ em không có ít cũng ít cái gì thông tin lắm em cũng không dạ. Biết đâu cái sáng em đi xe trưa gì. Em bán phụ vàng dạ chị ơi dạ chị đi xe thường xuyên á thì chị có thể là kết bạn Zalo với em bằng số điện thoại của chị gọi cho em đó rồi có hình ảnh em sẽ gửi cho chị và chị có hình ảnh gì chị chụp gửi qua giùm em cái nha. Nếu ấy thì em kết bạn với anh ha. Dạ chị kết bạn Zalo em đi. Dạ. Có gì á nếu mà em mà em ví dụ như nhà em cũng có hai đứa em trai nhà dạ. Em có ba đứa rồi có ba người. Em là thứ ba, anh hai với đứa út là có làm công an ở tỉnh Tây Ninh đó anh. Yeah. Thì để em cũng nói với anh hai em cái gì có gì thì anh hai em phối hợp với anh định để nói chuyện. Chứ còn em thì em con gái em cũng không có tiếp được cái chuyện này nói chuyện với yeah. Anh. Dạ, yeah. Anh em với anh chừng em mới đi xuống ở dưới cầu vượt Củ Chi á. Dạ, dạ, rồi. Mà mấy gì là nó chắc ăn rồi mà đưa cái tấm hình ra em thấy cái tấm hình đó em mới biết đó anh à. Dạ, yeah, vậy là chắc cứu hả chị ha? Dạ thì mở tin cái gì cái mạng mà hình ảnh hình vợ đó. Dạ dạ. Coi như vợ có chữa rồi thấy bụng bự. Dạ 7 tháng rồi chị. Trời ơi chồng gì mà trời ơi chịu. Dạ. Ông ở giá cho hết đi chứ đồng gái không ai dám mừng nữa đâu chồng. Dạ dạ. Dạ chị xin phép chị tắt máy đi để lâu quá để em đang chạy trên bến xe Tây Ninh để mà bến xe về Củ Chi phải không? Để em chạy lên đó anh em trong đội đang cũng ngồi đây. Anh ơi, anh không có xuống bệnh viện Củ Chi, mà anh xuống nghe cái bệnh viện cầu dược Củ Chi đó anh, nghe à, cái bệnh viện Củ mới Chi. À, dạ, mà dạ, anh rồi. Xuống mà anh đi qua, em xe em chạy lại, đi lại sao có đích em dồn là ảnh đi qua đường tay trái em anh đi qua đường đi miền Tây đó. Dạ, dạ. Anh qua cái đường anh đi miền Tây đó, anh đi xuống miền Tây đó, chứ còn không không phải anh đi vô chợ Việt Kiều đâu nha anh. Dạ, em dạ. Xuống xe rồi, dạ, rồi em bỏ ảnh là em dồn ảnh là anh đi quanh cái đường. Dạ dạ thì anh cứ ấy đi thì để em nói với em với anh hai em nếu theo dõi được thì có gì anh em là công an á phối dạ. Với anh đi bắt đi dạ vợ kiểu đó còn con gái chắc ở giá này sướng hơn không dạ dạ rồi ok chị.